Đây. Em thiết kế xong cái form chưa? Lấy cho mảng này, cho này neighbor text box này, neighbor text box này, button này, thoát này. Đấy, sau đặt tên cho nó. Chỗ cái text box em đặt tên là tên input này. Chỗ này là rtt array này. Chỗ này btn input này, thoát này. Đấy, sau đó cả nhập cái tên. Rồi làm chút. Rồi. Xong rồi. Đầu tiên cái nút thoát các em biết luôn, ngắn gọn thôi. Biết không thần không? Đấy. Bây giờ quan trọng trong cái nút nhập này các em chú ý. Cái nút nhập đầu tiên các em lấy cái giá trị nó nhập vào cái text box của mình. Giả sử mình quy ước là đơn giản nhất là các phần tử của mảng cách nhau một dấu cách mà mảng chứng nguyên nó dễ nhá. Sinh này, sinh input chẳng hạn bằng tt input này chấm text đây. Tức là mình lấy cái giá trị chuỗi người ta nhập vào của text box này, lấy xong bây giờ các em sẽ dùng một cái hàm xử lý chuỗi để mình sẽ tách cái chuỗi đầu vào mảng thành các phần tử là các chuỗi các chuỗi số. Chúng ta khai báo một cái mảng kiểu kiểu chuỗi sinh này, ta ghi là sinh array chẳng hạn, bằng lúc này mình dùng sinh input này. Đấy, cái chú ý cái hàm trong này đây, các hàm xử lý chuỗi, cái biến của chuỗi có hàm gì chưa, các em chấm này có luôn này, cron này là bắt trước này, compare to là so sánh này, con tên này nó sẽ trả được hay chứa được giá trị kiểm tra xem có hay không ấy. Như kiểu trong đó là con tên năm hàng có nào tên là năm hay không, có được con tên điểm có nào điểm không, đấy là kiểm tra tồn tại. Được chưa? Copy to này, tức là copy đến đâu này, end with này kết thúc bằng cái gì kiểm tra có hết rồi. Và cái quan trọng không nhất không phải để dùng trường này, không phải mấy hàm đấy, mà là cái hàm append, như cái phần mềm mà tag get file này, cái này append to đúng không, cái phần mềm get cái tag file. Đây là trường hợp mình dùng tag ra, các em dùng cái append có nghĩa là tag ra. Đây, bây giờ enter vào nó mở một đơn ra thì cái append này có tất cả 6 phương thức làm dùng. Các em chú ý kiểu trả về đây, trở trinh này ngọc vuông này có nghĩa là trả về một chuỗi một mảng của các chuỗi đúng không, có tên là append thuộc cái trở trinh. Cái hàng đầu tiên nó yêu cầu nó dạng pana, tức là mảng các tham số. Cái đấy chưa nói kỹ, nói xong tạo ra cái hiểu đơn giản là cái này truyền vào là cái ký tự mình phân cách, như kiểu là các toa tàu thì nó phân cách các cái mồi nối ở giữa đúng không, thế còn các căn phòng trong ngôi nhà thì có cái bức tường để ngăn cách. Bây giờ mình muốn tách các phòng đơn giản mình dùng các vách ngăn, thế là các bức tường để tách ra. Thì trong trường hợp này mình nhập cái mảng, giả sử cái mảng kem nhập vào nó dạng chuỗi này, chú thích mảng vào là chuỗi nhá, 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 22 này, 120 này, đấy. Thì khi fnit theo cái dấu cách, đây các bạn các phần tử cách theo dấu cách đúng không, đây này. Đấy. Thì bây giờ coi như các phòng 1, phòng 3, phòng 5 vân vân là các phòng, thì các phòng này cách nhau các bức tường, và các bức tường trong hộp này của mình chính là cái dấu cách. Vậy thì để chia thành các phòng người ta dùng bức tường, bây giờ mình chia thành từng phòng một, mình dùng dấu cách trường hợp ở đây, cụ thể đây là dấu cách đúng không, dấu cách ký tự em chỉ cần nháy đơn này cách ra một cái xong cho đây đấy, tức là mình chặt ngăn cách các phần tử bằng cái dấu cách ra. Như của người ta trong các phòng trong ngôi nhà chia thành phòng dùng bức tường để người ta chia ra, bây giờ mình dùng cái dấu cách để mình chia ra chặt 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 thành cái đoạn này. Đấy, sau cái câu này append này thì toàn bộ cái chuỗi trên này này nó sẽ chặt thành các phần tử nhá, nó sẽ sang cái chuỗi như này ra kết quả này, kết quả là chuỗi số 1 này, chuỗi số 2 này, chuỗi 3 này, vân vân. Đấy, lúc này nó mảng của các chuỗi, chuỗi số 1, chuỗi số 2 nó rời rồi, không phải nó gộp thành một cái như ban đầu nữa, nó bị append ra từng cái, nó bị chặt ra từng phần rồi. Các em hiểu cái trạng này chưa? Đấy, và cái chặt đấy mình lưu vào kết quả đó là cái thừa trinh ở đây. Lúc này cái thừa trinh ở đây nó chứa từng phần tử a 0 này, à thừa trinh ở đây không nó bằng chuỗi 1 này, thừa trinh ở đây ở 1 nó bằng 2 này, vân vân. Đấy, khi có các chuỗi số rồi, bây giờ việc của các em chỉ cần chuyển đổi về số như bình thường chúng ta làm với in chấm path của con sai chấm bitline hoặc là in chấm path của t chấm tay đúng không, bây giờ các em mình làm vẫn chính ở đây ở vị trí y thôi, nó khác mỗi cái đoạn thôi. Bây giờ có mảng chuỗi rồi, bây giờ các em về mảng số, các em khai báo một mảng kiểu số nguyên cho đơn giản này, a này bằng new in. Đây, bây giờ để ý
cái mảng chuỗi này có bao nhiêu phần tử thì mình cũng tương ứng có bằng đấy cái giá trị là số nguyên, đúng không? Cho nên kích thước của mảng A này với cái mảng single day này nó bằng hệt nhau. Chính vì vậy mà khi các em khởi tạo A bằng new in, lúc này mình truyền cái số phần tử của nó trên một single day chấm len là để lấy ra cái kích thước của cái mảng này, cái số phần tử hiện tại của nó đấy, khởi tạo lên đây không thừa không thiếu, được chưa? Khi khởi tạo xong thì các phần tử của A thử nguyên nó sẽ một bình bằng không. Bây giờ mình cái A chưa có giá trị, mình phải chuyển đổi từng giá trị mình nhét vào A bằng cách dùng vào nào, có thể dùng for cho đơn giản, thay báo cái y này, y nhỏ hơn. Bây giờ các em thay báo hai mảng này kích thước nó bằng nhau, nên các em dùng a chấm len này hay thêm a ray chấm len nó như nhau hết, dùng a cho nó ngắn nhá, a chấm len này y cộng cộng đấy. Sau đó này từ phần thử ai bình thường các em cần in chấm ba đúng không, bên con for len là con for len như này không, con for len này có con for len chấm bit này kiểu này đúng không, đấy ngày xưa mình làm như thế. Trường hợp của mình bây giờ con for len chấm bit này nó không phải là cái này, mà nó tương một cái tương ứng của nó là mình lấy từ phần tử của cái thực sinh ở đây, mình nhét đây tên là thực sinh ở đây ở vị trí tương ứng phần tử y mình nhét vào, thì thực sinh ở vị trí y nó ra cái chuỗi, giả sử khi bằng không thì ta sẽ ra chuỗi số 1 này đấy, còn khi bằng 1 thì chuỗi số 2 này, bằng 2 thì chuỗi số 3 vân vân. Tức là mình lúc này mình thay thế nên dần được ra chỉ là chuỗi số 1 này, chuỗi số 2 này vân vân, mình thay thế mình con vốt vào nó lưu vào ai tương ứng rồi, mình xong rồi. Đấy. Và xong các đoạn này thì ngay lập tức mình có mảng A chứa các số bình thường ngoài này rồi. Giả sử giờ mình muốn hiển thị ra cái đích đích bao kia, cái dùng vòng dòng để duyệt để kiểm tra lại thử nhá. For in này, không này, y nhỏ hơn a chấm len này, y cộng cộng. Lúc này cái tờ tt của em chấm tách, các em thay thế viết mỗi cái thành một dòng bằng cách dùng cái dấu sổ ngược n để xuống dòng này. Bây giờ các em dùng y này hay là phần tử ấy. Phần tử nhá cộng với y này, cái này chuỗi bình thường các em cộng chuỗi bình thường đó, cộng chuỗi bằng này cộng với giá trị ở gì ai đúng không, ai này một số dòng các em cộng hai số một n là số dòng đấy, chỉ cần thế này là mình đã có một cái mảng giá trị rồi. Bây giờ chạy để test nè, đây 1, 2, 3, 2 này, 5 này, 9 là trừ các phần tử này, anh ấn nhập này. Phần tử 4 chỗ này bị lỗi thì chị đây. Chỗ này các em phải ghi là cộng bằng, nó không thì gắn tất cả đèn lên nhau. Đây bây giờ thử gắn 1 này, 3, 2 này, 5 này, 11 này, 3 này, 9 này hạn. Đó rồi còn đến phần tử, các em thấy được chỗ này tất cả có 7 phần tử chạy từ 0 đến 6. Đây. Thấy không? Phần tử 0 này bằng 1 này. Này ta tiếp theo 6 để đúng này. Cho sẽ phải nội. Đây. Từ 0 này chấm bằng. Không có viết A cũng được. Viết A cho kiểu một tip em hay dùng được không chuyện. Này quen chưa? Đấy nhá. Đơn giản 1 3, 1, 2, 3 9, 5, 9 này. Đây thấy chưa, A0 1 này, A1 bằng 3 này, A2 bằng 3 này, A3 bằng 22 này, A4 bằng 123 này, A5 bằng 989, tức là có 6 phần tử đúng không? Đấy. Thế đơn giản em. Nhưng bây giờ xử lý là kết thúc bằng cái dấu mà là số luôn nhé, đấy, cách một vài dấu như này. Bây giờ anh ấn dấu nhập. Đấy thì ngay lập tức mình nhận được cái thông báo lỗi. Nguyên nhân lúc này nó tách theo dấu cách, chỉ có dấu cách nó tách ra trên cái chuỗi kia, nó nhiều dấu cách ấy, nó hiểu sẽ là cái chuỗi rỗng ấy lại làm một cái phần tử của chuỗi rồi, và mình convert cả cái chuỗi rỗng thành convert một cái sâu như thế này. Đây hiện tại đây gì đây đấy, bây giờ các em thể nhìn thấy cái dấu chưa, các phần tử của mảng single day này 1, 3, 3, 2, 2, 2, 3 này, các phần tử sau thì là cái chuỗi rỗng hết, mình bị em đang là cái chuỗi rỗng này. Và để xử với trường hợp chuỗi rỗng này, trong chi xác nó cung cấp cho các em một hàm cắt đi các cái khoảng trống, đó là chim đấy, cắt đi đấy, các em nhớ chưa, và hôm nay sẽ có các hàm tương ứng này đấy, có chim e này, chim xác, tức là cắt bên trái cắt bên phải
Ok giờ mình không tất cả thì dùng mà xin để không cười. Đây là giờ thứ anh phải cách một đoạn này, một này để giữa một đầu canh nhá, có bị lỗi cái này dùng nó thực chặt chẽ lắm, có một cách khác chặt chẽ hơn, khăn đầu vẫn đùa ấn nhầm đấy. Thì các em có thể dùng một cách là dùng hàng chuẩn hóa, đấy là một cách, nhưng cái đấy chưa phải là cách tối ưu. Có một cách khác đó là chúng ta dùng cái biểu thức chính quy để làm việc đấy. Tuy nhiên cách này có thể thêm một số cái phần khác mới đầu các em regular expression để mình làm trường hợp này, thì có thể các em một số em biết rồi sẽ biết cái hơi sai nạn. Trước mắt các em cứ dùng cách này cho đơn giản, bắt người ta nhập chuẩn cách một số cách thôi. Và cách sai giờ có một cái liên quan đến lỗi đúng không? Giờ giả sử như cái chỗ này là nữa, nó lại nhập là một là những cách một đoạn, nó nhập số nữa này cách một đoạn nữa đấy, xong cái này đấy vẫn chết như thường đúng không? Và để chống chết trường hợp này vẫn chạy không bao lỗi được, bên cạnh nó dùng trước này dùng in chấm chai phát để thử. Bây giờ anh giới thiệu cho các em một cách dùng bắt lỗi khác nữa, cái này có thể gọi là vơ đũa cả nắm được ạ. Tức là bất kỳ trường hợp nào có thể dùng được, đó là cái chai kem. Nếu em nào học Java chắc là nghe cái này rồi, chai kem bắt lỗi đây. Bây giờ cấu trúc của chai kem nhá, đây trên một cái này kem có chai này, tức là thử này, nó có cái biểu tượng là một nửa cái tờ giấy nó bị cắt góc nhọn, tức là cái này là cấu trúc cơ bản có sẵn. Kem ấn tác hai lần thấy chưa, thì nó xin ra một cái cấu trúc luôn cho các em như này. Đây là cấu trúc cơ bản hay dùng nhất. Và nhìn đây xem thấy có hai phần đúng không, hai khối begin end thứ nhất này, begin thứ hai này. Cái begin end thứ nhất sau cái chỗ chai, cái này là cái biểu thị cho phần khoanh vùng, giống kiểu người ta khoanh vùng ổ dịch cho dịch lợn này, dịch lợn tai xanh này, hay là dịch H5N1 ấy. Thì cái chỗ mà người ta nghi ngờ ở chỗ Thái Nguyên là cái phường Tân Thịnh ạ, nó bảo là có một ổ dịch. Thế là rất cái bọn mà thú y chẳng hạn, là cái bọn liên quan đến cái phần là y tế về cái môi trường ấy. Đấy, nó khoanh vùng, nó khoanh vùng này. Nghĩa là khoanh vùng ở đây là H5N1 nhá. Đấy. Thì có nghĩa là cái begin end này, toàn bộ cái khu vực Tân Thịnh không? Bị nằm trong cái gọi là đối tượng nghi ngờ của nó, tức là khả năng nguy hiểm và cao. Thì khi đến thấy nhốt ở vùng này thì cái biểu thị phần begin end này, begin end này, cả cái vùng này ấy, nó giống kiểu trường hợp người ta khoanh vùng, nó khoanh vùng phường Tân Thịnh này, hay nhỏ hơn là tổ 5 hay tổ 4 thì ạ, là có dịch gì đấy, dịch cúm da cầm này, hay là dịch tai xanh này, hay dịch nở mồm long móng vân vân. Đấy, thế khoanh vào đây, cái này biểu thị hay là chứa các câu lệnh có khả năng sinh ra lỗi, cũng giống như kiểu là cái ổ dịch nó khả năng nguy hiểm cho người khác hay là do các phần da cầm người khác này, thì ta khoanh vào cái chai này, cái bi nghe của chai nhá, tất cả các lệnh có thể sinh ra lỗi. Đấy là khoanh vùng thực tế là H5N1 hay là nở mồm long móng gì đấy. Đây. Đấy, thực tế các em có thể dễ hiểu nào, nở mồm này, long móng ở đây không? Đấy, vân vân, đã như này. Đấy. Còn thực tế ở đây ấy, trong code ấy, với thi code thì ở đây chính là những cái mà các dòng code thể hiện đấy sinh ra lỗi. Có gì các em? Rồi. Em thấy cái này chưa? Có thể sinh ra lỗi này, tôi tập trung tí em xem được. Đấy. Và giờ của mình ở đây, cái khả năng sinh ra lỗi cao nhất chính là cái đoạn mà in.path này. Đây, cái đoạn từ đây xuống này, F và init này thì chắc không vấn đề đâu. Chỉ có cái chỗ mà in.path này có thể sinh ra lỗi này. Thì cái đoạn này các em phải nhốt vào trong cái chai các chai kem này. Đấy. Và đôi khi nếu các em có thể chưa hiểu rõ, tức là mình chưa xác định được là chính xác là chỗ nào bị lỗi, cũng giống kiểu bọn rằng ngày xưa nó bảo là tìm việt cộng chẳng hạn đúng không, nó không xác định là thằng việt cộng nó trốn ở đâu chẳng hạn, nó ghi nó khoanh vùng cả một cái thủy thái nguyên này, nó khoanh vùng động như thế. Và như ngày xưa nó có máy chém người ấy, nó đến đâu nó niên đấy, nó không xác định được người ấy, nó gọi là giết nhầm không bỏ sót chẳng hạn. Thì các em dùng cái chiến thuật đấy, đầu tiên chưa xác định được chắc chắn cái nào bị lỗi, các em phải dùng cái kiểu là mình nhốt động đúng không, nhốt cả cái khối vào trong. Đây gọi là gọi trường hợp là thừa hơn thiếu, hay chính là gọi là giết nhầm hơn bỏ sót này. Cái này có thể hơi thừa một số cái, tuy nhiên không ảnh hưởng gì cả, vẫn chạy. Thế còn cái đoạn sau kem này, tức là cái trường hợp mình bắt lỗi. Exception là ngoại lệ hay chính là lỗi, các em đặt như là EX, viết tắt luôn cái từ đầu này, có thể các em chỉ là lỗi đây cũng được.
Tức là cái biến nó không sao cả, thường thường là thay x theo ký hiệu nhân dễ. Lúc này các em thông báo lỗi bằng cách message box này, chấm sâu này, chấm sâu một cái là lỗi chẳng hạn, lỗi cộng với ex này, chấm tu trình chuyển về chuỗi. Bây giờ chạy các em xem nhé. Anh nhập không phải là số đâu, nhập chín chữ đi. Đấy. Đấy, tức là mình sẽ nhận được một thông báo lỗi này. System.format exception này, equalting were not in a correct format, đúng không? Và ok thì bình thường. Nó không hề nó chạy vào Visual như ngày xưa, đúng không? Còn nhớ trước nó chạy Visual mình chương trình mình tèo không? Đấy. Khi dùng cái này có ưu điểm đó là chương trình của mình luôn luôn chạy. Và kiểu học sẽ đáp sai cũng luôn luôn có cơ trả lời đúng hay sai ấy. Cái này cũng thế, luôn luôn trả lời bình thường, kể cả không nhập gì, chỉ thông báo là lỗi thôi, chứ không bị dừng chương trình như ngày xưa. Ưu điểm của cái như thế. Và mình có thể bắt tất cả các trường hợp bằng cái check này. Còn cái phần hợp kiểu in chấm check tag, những cái nào mình bắt trước được thì bắt thôi. Đây các ví dụ có thể là mình áp dụng chung. Còn với trường hợp thì nhập số chấm tag này các em phải dùng làm in chấm check tag để tránh khỏi dùng check tag. Cái check tag dùng nhiều có nhiều điểm, đó là chương trình mình sẽ bị chậm đi, cho nên hạn chế dùng là tốt nhưng không được lạm dụng. Em phải hiểu hai cái đấy, phải dùng đúng khi nào cảm giác được cái chỗ này quá nguy hiểm, kiểu đến chỗ nào là đi ở đi đêm hạn, đến chỗ này mà có nghiện ngập cái gì đấy, phòng thủ cái gậy hay con dao ạ, thì đấy chỗ nào nguy hiểm các em tính sao. Bây giờ đến cái chỗ kiểu đang an toàn, kiểu đến toàn cảnh sát ngoài các em lại mang súng ra bên đấy nó này bắt cho. Em hiểu cái mục đích dùng chưa? Đấy, giờ quay về bài thì cái phần chương 5 chương 6 thì có bài phần mảng các em vẫn áp dụng từ này trước. Còn buổi sau nữa anh sẽ giới thiệu một em một cách dùng kiểu thức chính quy để mình bắt chặt, không cần phải chuyển hóa chuỗi hay phần chim gì cả, bắt cứ bắt bình thường và đúng luôn. Đấy, khi có mảng là các em làm bài tập bình thường, có mảng xong hạn tính tổng từ xong mảng này, in s này bằng không này, được chưa? Xong tính tổng bằng for in t bằng không này, y nhỏ hơn n a chấm n này, y cộng cộng này, s cộng bằng với ai là đúng không? Xong thông báo là tổng này, message box này, chấm sau này, tổng là s bằng cộng với s, thế này đâu mình tính tổng được. Tổng 1 này, 2 3 5 8 đây 2 này. Thế là tổng 13. Đấy, đơn giản thôi, giờ các em có thể dùng cái kiểu này để làm các bài tập khác. Tất nhiên cái này chưa bắt lỗi, về nhà các em làm thì trường hợp bắt lỗi không cho người ta nhập và ký tự là chữ cái thì chúng ta nhập số ở đây thôi. Và cái chỗ này viết riêng thông báo lỗi nó đẹp hơn một chút này. Xong nào các bài tập khác các em vào.